Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc trân trọng gửi tới quý vị các bạn, các em học sinh văn bản Võ Trường Toản, Danh Nhân Đất Gia Định, theo tài liệu giáo dục địa phương 10, thành phố Hồ Chí Minh. Võ Trường Toản, Danh Nhân Đất Gia Định. Võ Trường Toản quê ở làng Hòa Hưng, huyện Bình Dương, Gia Định. Ông sống vào thế kỷ thứ 18. Tổ tiên ông có nguồn gốc từ miền Trung, di cư vào miền Nam. Suốt những năm chiến tranh giữa Tây Sơn và nhà Nguyễn, Võ Trường Toản sống ẩn dật. Ông từ chối mọi lời mời tham gia vào chính sự và không phụng sự bên nào. Khi Bình Định được Gia Định, Gia Long, tức Nguyễn Ánh, Nguyễn Phúc Ánh, thường triệu ông đến bàn luận việc nước. Khi lên ngôi vua, Nguyễn Phúc Ánh muốn phong quan tước cho ông, nhưng ông từ chối, chỉ mong muốn chuyên tâm vào việc dạy học, đào tạo nhân tài cho đất nước. Vua rất khen và tiếc vì không được dùng tài của ông. Năm Nhâm Tý 1792, Võ Trường Toản mất. Vua truy tặng ông danh hiệu Gia Định Thành Sử Sĩ Sùng Đức Võ Tiên Sinh, lấy hiệu này khắc vào mộ chí của ông. Từ những dữ kiện ít ỏi còn lưu lại về tiểu sử, thơ văn của ông, hầu thế hình dung ông là một vị thầy uy nghi, mẫu mực, khẳng khái, đức độ, không quá quan trọng công danh. Trong sự nghiệp giáo dục, ông được sĩ phu Nam Bộ xưng tôn là danh sư, người đặt nền móng cho nền giáo dục phương Nam, có ảnh hưởng rộng lớn đến học vấn, đạo đức của giới sĩ phu, nhân dân Nam Kỳ lúc bấy giờ. Ông là người có công lớn trong việc khai thông đạo học, giáo hóa dân chúng, làm cho nhân dân miền Nam gắn bó chặt chẽ hơn với vận mệnh quốc gia. Võ Trường Toản chú trọng hướng con người đến lễ nghĩa, nhân hậu, chí khí. Phan Thanh Giản từng nhận xét nhân dân Nam Bộ trung nghĩa cảm phát, liều chẳng tiếc mình. Khi đất nước cần cũng xuất phát từ công khai đạo của ông. Không giống các nhà nho cùng thời, Võ Trường Toản chủ trương dạy theo phương pháp dùng nghĩa lý để giáo hóa. Khi giảng với học trò về sách Đại học, một sách trong Tứ Thư, ông nói rõ, sách Đại học 1.700 chữ, tán ra gồm vô số sự vật, tóm lại còn 200 chữ, tóm nữa thì còn một chữ, tóm lại nữa một chữ cũng không. Từ đó hiểu rộng ra, khi đọc một cuốn sách, không nên học vẹt từng câu, từng chữ, câu nệ tiểu tiết, mà cần thấu hiểu nội dung cơ bản, cốt lõi. Đó gọi là tri ngôn dưỡng khí. Tri ngôn là hiểu lời, còn dưỡng khí là nuôi dưỡng khí phách. Muốn có được khí phách, phải làm việc nghĩa, cống hiến hết mình cho nghĩa lớn. Học cốt ở tinh thần, tư tưởng, chứ không phải học theo kiểu rập khuôn máy móc để rồi tự đánh mất khả năng tư duy, sáng tạo. Tư tưởng này của ông ảnh hưởng sâu sắc đến những nho sĩ tài danh thế hệ hậu bối như Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị, Bùi Hữu Nghĩa, Trương Định, Nguyễn Hữu Huân, v.v. Đối chiếu với thực tiễn giáo dục, cách dạy học của Võ Trường Toản vẫn còn nguyên giá trị. Sinh thời, môn sinh dưới trướng ông có mấy trăm người. Trong số học trò của ông, nhiều người trở thành trụ cột quốc gia như Ngô Tùng Châu, Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tĩnh, còn gọi là Ngô Nhân Tịnh. Họ không chỉ sáng tác thơ văn yêu nước, mà còn đem tài năng ra thi thố, lập được nhiều công danh, như Ngô Tùng Châu từng dạy Hoàng Tử Cảnh, Trịnh Hoài Đức làm thượng thư bộ lại kiêm bộ binh, Lê Quang Định làm thượng thư bộ hộ kiêm quản khâm thiên giám, Ngô Nhân Tĩnh làm thượng thư bộ công, lãnh chức hiệp trấn Gia Định Thành, v.v. Họ cũng đóng góp rất nhiều cho lĩnh vực ngoại giao của nước nhà, với nhiều lần đảm nhiệm vai trò sứ giả đi giao ban với các nước lân cận. Thấm nhuần tư tưởng thật chất, uyên thâm, thông đạt được truyền dạy, họ đã viết nên các công trình khoa học về lịch sử và địa lý có giá trị như Gia Định Thành Thông Chí, Trịnh Hoài Đức, Hoàng Việt Nhất Thống Địa Dư Chí, Lê Quang Định, Nghệ An Phong Thổ Ký, Ngô Nhân Tĩnh cùng viết với Bùi Dương Lịch.
Những đóng góp của ông cho nước nhà được người dân nước ta bao đời đều tôn vinh. Sinh thời, ông mở trường dạy học tại đình Chí Hòa, làng Hòa Hưng, nay tọa lạc tại một con hẻm ở đường Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đình hiện có một khu vực đặt bàn thờ và tượng ông. Vào năm 1867, khi Phan Thanh Giản là kinh lược sứ Nam Kỳ, dù không phải là học trò của trường Võ Toản, xin được đọc lại, dù không phải là học trò của Võ Trường Toản, nhưng hết lòng tôn kính, đã cùng với đốc học Vĩnh Long là Nguyễn Thông tổ chức rời mộ Võ Trường Toản và gia đình, vợ và con gái tại Hòa Hưng đưa về an táng tại huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Chính tay Phan Thanh Giản đã soạn một bài văn bia khắc ở mộ Võ Trường Toản, tóm tắt tiểu sử và nêu bật công đức của bậc tôn sư. Hàng năm đến ngày giỗ ông, chính quyền địa phương và nhân dân từ khắp nơi đến dâng hương kính viếng, tỏ lòng tôn kính bậc danh nhân rất đông. Hiện nay tại Văn Miếu Trấn Biên Đồng Nai, Văn Thánh Miếu Vĩnh Long có thờ Võ Trường Toản, nhiều ngôi trường, con đường trên khắp cả nước vinh dự được mang tên ông. Võ Trường Toản là một nhà nho yêu nước, nhà giáo mẫu mực, hết lòng vì nước vì dân, là tấm gương sáng cho các thế hệ học trò và nhà giáo sau này học theo. Noi gương ông, nhiều thế hệ học trò không vì mưu lợi cầu vinh mà quên trách nhiệm với quốc gia dân tộc. Các thế hệ nhà giáo tiếp nối ông cố gắng tu dưỡng phẩm chất thanh cao để làm gương cho học trò và muôn đời sau. Vì vậy, không bất ngờ khi ông được các nhân sĩ trí thức, các nhà nghiên cứu thống nhất tôn là cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ. Thanh Tùng diễn đọc. Vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để những điều tuyệt vời như vậy tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Trân trọng mến chào.